xin kính chào và cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Mường Ảng. Mở đầu chương trình, mời quý thính giả cùng nghe phần tin. Sáng ngày 12 tháng 6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa 12, triển khai kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa 13 về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Dự hội nghị tại các điểm cầu huyện Mường Ảng có đồng chí lãnh đạo huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, lãnh đạo các phòng ban chuyên môn của huyện. Trong 5 năm qua, thực hiện chỉ thị số 05 ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, huyện Mường Ảng đã đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và làm theo Bác một cách nghiêm túc, bài bản, đạt hiệu quả cao trong toàn hệ thống chính trị. Việc thực hiện chỉ thị 05 đã được cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, chương trình cụ thể, phát huy được sức lan tỏa, thúc đẩy việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh sâu rộng trên mọi mặt của đời sống xã hội, ngày càng đi vào thực chất, dần trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp, lối sống của các cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo ra những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, tạo nên sức mạnh cộng hưởng, sự đồng lòng, quyết tâm trong toàn đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, bảo vệ Tổ quốc, đạt nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi bật, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ. Trong quá trình thực hiện chỉ thị 05, huyện đã xác định các khâu đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, cải cách hành chính, xóa bỏ những thủ tục hành chính rườm rà, gây khó khăn cho doanh nghiệp, nhân dân, xây dựng bộ quy tắc ứng xử, thực hiện văn hóa giao tiếp, văn hóa ứng xử, văn hóa công sở, xây dựng quy chế, quy định về việc người đứng đầu cơ quan, đơn vị tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và doanh nghiệp, kịp thời nắm bắt, giải quyết những phản ánh kiến nghị của nhân dân, doanh nghiệp. Chiều ngày 12 tháng 6, tiếp tục hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu học tập chuyên đề toàn khóa về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng, chuyên đề 2021. Tại hội nghị, các đại biểu đã lắng nghe đồng chí Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương giới thiệu chuyên đề toàn khóa, chuyên đề 2021, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, chia làm hai phần. Phần thứ nhất, tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Trong đó có các nội dung trọng tâm như sự hình thành tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng triển khai đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Những nội dung cơ bản của tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường. Những nội dung cơ bản của tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Phần thứ hai, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay. Với các nội dung, ý nghĩa lý luận thực tiễn của tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, bối cảnh thời đại và yêu cầu đặt ra, phải phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước của toàn dân tộc. Một số giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Theo kết quả của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, trong tổng số 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, tỉnh Điện Biên có 6 đại biểu trúng cử bao gồm 1. Ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021 tỉnh Điện Biên, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Điện Biên với tỷ lệ phiếu bầu hợp lệ đạt 91,38%. 2. Ông Tráng A Tủa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đại tá Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên với tỷ lệ phiếu bầu hợp lệ đạt 89,93%. 3. Bà Lò Thị Luyến, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên với tỷ lệ phiếu bầu hợp lệ đạt 83,71%. 4. Ông Nguyễn Tiến Thiện, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội đồng trị sự Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Phật giáo Châu Á vì Hòa bình Việt Nam với tỷ lệ phiếu bầu hợp lệ đạt 93,06%. 5. Bà Tạ Thị Yên, Vụ trưởng Vụ công tác đại biểu, Văn phòng Quốc hội, Thường trực Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia với tỷ lệ phiếu bầu hợp lệ đạt 83,54%. 6. Bà Quang Thị Nguyệt, nông dân xã Mường Mươn, huyện Mường Trà, tỉnh Điện Biên với tỷ lệ phiếu bầu đạt 77,26%. Thời gian qua, bên cạnh những thông tin chính xác về dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, vẫn xuất hiện nhiều thông tin giả, giật gân, gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho không ít người dân.
Điều 101 Nghị định số 15/2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Quy định rõ phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng, thậm chí có thể bị xử lý đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức, danh dự nhân phẩm của cá nhân, cung cấp chia sẻ thông tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc, thực hiện nghiêm luật an ninh mạng. Nghị định 15 sẽ được các cơ quan chức năng tăng cường trong thời gian tới nhằm ngăn ngừa hiệu quả thông tin sai sự thật, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Đồng thời, người dân cần nâng cao trách nhiệm, kiên quyết phê phán, lên án, tẩy chay các thông tin độc hại, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh. Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần cảnh giác, thận trọng chọn lọc thông tin, không đăng tải, chia sẻ những thông tin chưa được xác thực, thiếu cơ sở, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự và công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh. Những năm qua, cùng với tăng cường các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình, giữ gìn an ninh trật tự, Công an huyện Mường Ảng đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp đấu tranh triệt phá nhiều chuyên án về ma túy, góp phần kiềm chế và đẩy lùi tệ nạn ma túy, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Để nâng cao hiệu quả công tác trấn áp tội phạm về ma túy, Công an huyện Mường Ảng tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện các giải pháp đấu tranh đối với tệ nạn và tội phạm ma túy. Cùng với đó là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, xây dựng và nhân rộng các mô hình đấu tranh bài trừ ma túy, tăng cường bám nắm tình hình cơ sở, đấu tranh triệt phá các tụ điểm phức tạp về ma túy, xây dựng triển khai các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về ma túy, góp phần mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân. Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mường Ảng đã đẩy mạnh tuyên truyền, huy động sự tham gia tích cực của các hội viên và cộng đồng dân cư cùng chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, đóng góp thiết thực vào việc thay đổi diện mạo nông thôn. Trong công tác bảo vệ môi trường, hội đặc biệt quan tâm công tác truyền thông về giữ gìn môi trường sống, lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chi tổ hội và gắn với cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động. Đồng thời, hội cũng vận động hội viên và nhân dân thường xuyên vệ sinh các tuyến đường, bản tổ dân phố sạch sẽ, hạn chế dùng túi ni lông và phân loại rác, nâng cao ý thức trong việc sử dụng và thu gom vỏ bao, gói thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng. Góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, vệ sinh chuồng trại và di chuyển chuồng trại gia súc gia cầm ra khỏi gầm sàn, xa nơi ở để bảo vệ sức khỏe, hạn chế phát sinh dịch bệnh. Các hoạt động trên của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã góp phần làm cho cảnh quan môi trường trên địa bàn trở nên xanh sạch đẹp hơn. Những năm qua, cùng với việc vận động đoàn viên thanh niên tích cực tham gia các phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, Huyện đoàn Mường Ảng làm tốt công tác ủy thác cho vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên vay vốn giải quyết việc làm, phát triển kinh tế. Từ khi được Ngân hàng Chính sách Xã hội ủy thác cho vay, huyện đoàn đã tiếp nhận và triển khai cho đoàn viên thanh niên vay vốn để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Đến nay, huyện đoàn đang quản lý số vốn vay ủy thác gần 80 tỷ đồng, 51 tổ tiết kiệm và vay vốn. Để quản lý số vốn vay ủy thác sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, đảm bảo không thất thoát, lãng phí, huyện đoàn thường xuyên phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện chỉ đạo cán bộ các cấp cơ sở quản lý chặt chẽ số hộ, đối tượng vay vốn và mục đích sử dụng nguồn vốn vay. Việc cho vay ủy thác từ tổ chức hội đã đáp ứng một phần nhu cầu về vốn của nhiều đoàn viên thanh niên để đầu tư sản xuất phát triển kinh tế. Nhờ vậy, hầu hết những hộ được vay vốn ủy thác đều xây dựng mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế, như phát triển mô hình trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, kinh doanh dịch vụ với mức thu nhập trung bình từ 30 đến 50 triệu đồng trên một mô hình trên một năm. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Các trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện Mường Ảng tích cực chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn gần một tháng nữa, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 sẽ chính thức diễn ra. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nên cùng với công tác phòng chống dịch, các trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện Mường Ảng đã và đang tập trung ôn tập, củng cố kiến thức và chuẩn bị các điều kiện cần thiết đảm bảo cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 được diễn ra an toàn, đạt kết quả cao nhất. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, huyện Mường Ảng có 449 thí sinh đăng ký dự thi, với 21 phòng thi đặt tại hai điểm thi chính thức là trường trung học phổ thông Mường Ảng và trường trung học phổ thông Búng Lao, cùng hai điểm thi dự phòng tại trường phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông huyện và trường trung học cơ sở thị trấn Mường Ảng. Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp, các trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện đã có sự chuẩn bị về kế hoạch ôn tập, phân chia lớp, phân công giáo viên ôn thi và xây dựng khung thời gian hợp lý, đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19. Trường trung học phổ thông Búng Lao năm nay có 184 học sinh tham dự kỳ thi.
Thời điểm này, thầy và trò nhà trường đang gấp rút ôn tập kiến thức, chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi. Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nên việc ôn thi tại trường cũng được quản lý chặt chẽ, đồng thời chấp hành nghiêm túc các quy định phòng chống dịch. Hàng ngày, nhà trường đều tổ chức đo thân nhiệt, sát khuẩn cho học sinh, nhắc nhở các em đeo khẩu trang kể cả trong và ngoài nhà trường. Thầy giáo Tống Văn Đỗ, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Búng Lao cho biết. Công tác ôn thi đã được nhà trường chỉ đạo các tổ nhóm bộ môn xây dựng kế hoạch và các giáo viên đã thực hiện theo đúng kế hoạch nhà trường. Và đến thời điểm hiện tại thì thời lượng ôn thi tốt nghiệp của nhà trường đã đảm bảo theo cái kế hoạch xây dựng đầu năm. Về công tác vừa ôn tập vừa ôn thi và phòng chống Covid thì thực hiện các văn bản chỉ đạo của ban tỉnh và của Sở Giáo dục Đào tạo thì nhà trường cũng đã xây dựng cái kế hoạch ôn tập ôn thi thời Covid diễn biến phức tạp và nhà trường cũng đã chia 5 lớp thành 10 lớp theo đúng hướng dẫn của sở là mỗi lớp là không quá 20 học sinh. Chứng kiến các buổi ôn tập của học sinh các nhà trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện, chúng tôi thấy được không khí ôn luyện nghiêm túc và quyết tâm của giáo viên và các em học sinh. Tại các giờ học, ngoài ôn luyện kiến thức, các nhà trường cũng tập trung định hướng, tư vấn cho các em trong việc lựa chọn đăng ký vào các trường đại học cao đẳng phù hợp với năng lực bản thân. Cùng với đó, giáo viên và học sinh các nhà trường đều thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Mỗi lớp học có không quá 20 em học sinh để đảm bảo giữ đúng khoảng cách phòng chống dịch. Cô giáo Phạm Thị Kim Minh, trường Trung học phổ thông Búng Lao nói. Với bản thân là một giáo viên bộ môn ấy, thì tôi cũng thấy là công tác ôn thi cho học sinh cuối cấp là rất quan trọng. Mặc dù là tình hình Covid đang diễn ra rất phức tạp, nhưng các kỳ thi thì theo chủ trương của bộ thì vẫn diễn ra. Và để ôn tập tốt cho học sinh thì ngay từ đầu thì chúng tôi đã tiếp nhận và nghiên cứu kỹ các văn bản chỉ đạo của sở cũng như là văn bản triển khai của chuyên môn nhà trường. Và từ đó thì có điều chỉnh về kế hoạch ôn tập cho phù hợp với tình hình hiện tại. Và cũng trong quá trình ôn tập ý, thì chúng tôi cũng tìm tòi những cái phương pháp để phù hợp với đối tượng học sinh của mình để làm sao cho các em nắm được kiến thức cơ bản một cách tốt nhất. Cô giáo Phan Thị Xuân, trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông huyện Mường Ảng chia sẻ. Đến thời điểm hiện tại thì trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông huyện Mường Ảng đã thực hiện ôn thi tốt nghiệp ở giai đoạn thứ 3 rồi ạ. Thì ở giai đoạn 3 này thì chúng tôi đã thực hiện được cơ bản là khoảng được nửa cái chương trình của giai đoạn 3. Thế còn về cái nội dung ôn ý, thì thời điểm hiện tại thì đa số các bộ môn đều ôn lại cái kiến thức cho các em hết cái chương trình của lớp 12 rồi. Một số bộ môn khác thì cũng ôn lại cái kiến thức ở chương trình của các lớp 10, 11. Và chương trình thì theo cái của bộ thì cơ bản là nằm trong kiến thức của lớp 12. Tuy nhiên là về đối với giáo viên ôn thì cũng chủ động những cái kiến thức mà các em có thể liên quan đến những lớp trước thì cũng giảng dạy thêm. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông huyện Mường Ảng cũng đã thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch bệnh. Tổ chức ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 theo quy định, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Công tác phòng chống dịch được đảm bảo cả trong quá trình học tập trên lớp và trong sinh hoạt nội trú của học sinh. Mặc dù phải tiến hành giãn cách học sinh trong quá trình ôn luyện, mỗi lớp không quá 20 học sinh. Tuy nhiên, các thầy cô giáo nhà trường đã cố gắng vượt qua khó khăn, hướng dẫn, định hướng và truyền thụ kiến thức của học sinh, đảm bảo các yêu cầu đề ra. Thầy giáo Trần Đức Thắng, trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông huyện Mường Ảng nói. Thực hiện cái chủ trương phòng chống dịch bệnh trong nhà trường thì để đảm bảo an toàn cho các em học sinh thì nhà trường cũng có những biện pháp triển khai các biện pháp phòng chống dịch tới toàn thể các em học sinh. Thứ nhất đó là về công tác nội trú thì giữ gìn phòng ở vệ sinh sạch sẽ và thực hiện các cái công tác khẩu trang, khử khuẩn 5K, đo vệ sinh thân thể cá nhân, vệ sinh cá nhân và đeo khẩu trang, rồi là khử khuẩn, sát khuẩn và kể cả là phun khử khuẩn phòng ở ký túc và lên trên lớp, và các em cũng thực hiện cái công tác đó là đeo khẩu trang lên lớp và sát khuẩn và thực hiện giãn cách. Hiện tại thì đang lớp học đang là 35 em nhưng mà nhà trường đã thực hiện là giãn cách chia đôi lớp học ra thành mỗi một lớp đảm bảo không quá 20 học sinh trên một phòng học.
Kỳ thi trung học phổ thông năm nay, trường trung học phổ thông Mường Ảng có trên 200 em học sinh đăng ký dự thi. Để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi, nhà trường đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác phòng chống dịch COVID-19. Hiện nay, cùng với việc ôn tập và định hướng cho học sinh lựa chọn môn thi, nhà trường tiến hành phân loại học sinh để có phương pháp ôn tập hiệu quả hơn. Đối với những học sinh có lực học trung bình yếu, không có nguyện vọng thi tuyển đại học, sẽ được nhà trường trang bị cho các em kiến thức chuẩn để thi tốt nghiệp. Cùng với đó, nhà trường cũng đã cập nhật các mẫu đề thi của Bộ Giáo dục Đào tạo ở những năm trước cho học sinh làm quen. Đồng thời, khảo sát năng lực học tập của học sinh để tư vấn cho các em lựa chọn môn thi hoặc tổ hợp môn thi phù hợp với khả năng của bản thân. Mỗi môn học đều được giáo viên biên soạn thành những chuyên đề riêng, vừa có kiến thức cơ bản, vừa kết hợp nâng cao để giảng dạy cho học sinh. Cô giáo Nguyễn Thị Hoàng Yến, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Mường Ảng cho biết. Đảm bảo cho cái điều kiện thực tế hiện tại bây giờ là diễn biến dịch bệnh vẫn đang phức tạp, thì nhà trường cũng đã bố trí cho các em lịch ôn thi vào buổi sáng với thời lượng là 4 tiết trên một buổi sáng. Thế còn riêng buổi chiều, nhà trường cũng dành ôn thi riêng cho đối tượng học sinh có nguy cơ trượt tốt nghiệp theo đúng tinh thần chỉ đạo của Sở Giáo dục. Đó là lọc ra những cái em có nguy cơ trượt tốt nghiệp để bồi dưỡng thêm. Và nhà trường đã thành lập cái tổ công tác đặc biệt để hỗ trợ bồi dưỡng các em, bồi dưỡng thêm cho các em về kiến thức và kỹ năng. Thì tính đến thời điểm bây giờ thì nhà trường vẫn đảm bảo an toàn tuyệt đối về công tác dịch bệnh và tiến độ ôn tập ôn thi cho đến bây giờ. Xác định kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông là rất quan trọng, không chỉ là kết quả để xét tốt nghiệp mà còn là cơ sở để xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng. Nên ngoài những kiến thức được các thầy cô giáo truyền đạt trên lớp, các em học sinh còn tự trang bị kiến thức cho mình bằng cách học ở nhà và tìm hiểu các kiến thức trên thông tin đại chúng, mạng Internet để nâng cao kiến thức cho bản thân. Em Cà Thị Chính, lớp 12C1, trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông Mường Ảng chia sẻ. Với bây giờ là lượng kiến thức thì cũng khá là chuẩn bị, bọn em khá là ổn rồi. Thì bây giờ bọn em vẫn đang tiếp tục ôn thi, chuẩn bị kỹ càng hơn nữa. Nhà trường cũng tạo điều kiện hết sức, tinh thần thoải mái để ôn thi. Bây giờ thì em đẩy mạnh hết thời gian, tận dụng các thời gian để ôn thi, luyện đề, học thêm trên mạng và thầy cô hướng dẫn nữa. Em Phạm Đặng Nhật Anh, lớp 12C1, trường Trung học phổ thông Mường Ảng chia sẻ. Tâm trạng của bọn em cũng là khá là hồi hộp. Thế nhưng mà hiện tại thì cái lượng kiến thức của bọn em học được đã đảm bảo và bọn em cũng đang trong quá trình ôn luyện để ôn tập thêm để có một cái kiến thức đảm bảo nhất để thi. Và nhà trường thì cũng tạo cơ hội, tạo điều kiện cho bọn em để bọn em học tập được tốt nhất cũng như là để đạt được một cái kết quả tốt nhất trong cái kỳ thi sắp tới. Đến thời điểm này, công tác ôn tập của các trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện Mường Ảng đã đạt 80% tiến độ đề ra. Các nhà trường đang bước vào giai đoạn 3 ôn thi. Để đảm bảo kiến thức cho học sinh, từ nay đến hết tháng 6 năm 2021, Ban giám hiệu các nhà trường đã chỉ đạo giáo viên định hướng cho học sinh tìm hiểu về các dạng đề để các em luyện tập. Tay học sinh có học lực yếu, có nguy cơ không đỗ tốt nghiệp để tổ chức phụ đạo thêm. Thầy giáo Cà Văn Minh, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Phổ thông huyện Mường Ảng cho biết. Trong công tác ôn thi tốt nghiệp của năm học 2021, trong tình hình dịch bệnh hiện nay đang còn diễn biến phức tạp, nhà trường đã thực hiện theo sự chỉ đạo của các cấp các ngành và đặc biệt là của Bộ Y tế về thực hiện công tác thông điệp 5K đảm bảo an toàn cho học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường. Nhà trường tập trung vào cái việc mà sát khử khuẩn, đeo khẩu trang rồi giãn cách. Và trong cái tình hình diễn biến phức tạp vì dịch bệnh như này, trong việc ôn tập của nhà trường cũng phải thực hiện hết sức là linh hoạt, vừa tập trung ôn tập đảm bảo kiến thức cho học sinh để tham gia vào kỳ thi tốt nghiệp, đồng thời cũng tập trung vào việc phòng chống dịch bệnh. Theo đó là nhà trường cũng đã tiến hành giãn cách lớp và giáo viên sẽ sử dụng các cái biện pháp ôn tập hết sức là linh hoạt, từ cách thức giao bài tập rồi giảng dạy kiến thức và đồng thời cũng là giãn cách lớp để đảm bảo cho khoảng cách đối với các em học sinh. Đồng thời nhà trường cũng tăng cường công tác vệ sinh, dọn dẹp, sát khử khuẩn về nơi ăn ở và khu vực học tập của các em học sinh. Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đúng thời điểm nước rút ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
song giáo viên và học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện Mường Ảng đã chủ động phòng dịch, nỗ lực khắc phục khó khăn, linh hoạt trong ôn tập, quyết tâm đạt thành tích cao trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Liên tục chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Huyện chủ động phòng chống mưa lũ. Thưa quý vị và các bạn, huyện Mường Ảng có đặc điểm địa hình nhiều đồi núi dốc, khe suối. Về mùa mưa, mực nước dâng cao đột ngột, dòng chảy xiết, dễ gây sạt lở, lũ ống, lũ quét. Bởi vậy, bước vào đầu mùa mưa, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát, cảnh báo các điểm có nguy cơ ảnh hưởng trong mưa lũ, chủ động lên phương án ứng phó. Mùa mưa hàng năm, trên địa bàn huyện Mường Ảng thường xảy ra những trận mưa lớn gây lũ ống, lũ quét, làm hư hỏng nhiều công trình giao thông thủy lợi, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, đời sống của nhân dân. Với phương châm chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả, huyện chỉ đạo các ngành địa phương thực hiện nghiêm túc phương châm bốn tại chỗ để chủ động phòng ngừa và giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra. Ngay từ đầu năm, huyện đã xây dựng phương án phân công nhiệm vụ cho từng tổ nhóm thành viên trong Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện, phụ trách từng địa bàn cụ thể. Căn cứ vào điều kiện thực tế ở từng xã, từng vùng, từng khu dân cư để có biện pháp đảm bảo an toàn, tích cực kiểm tra, rà soát các điểm vùng dân cư có thể xảy ra lũ quét, lũ ống, lở đất, đá và những vùng hàng năm thường có lũ lớn, khoanh vùng những khu vực có địa chất xung yếu và sơ tán các gia đình sinh sống trong khu vực nguy cơ cao trước mùa mưa lũ. Đối với những khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, huyện chỉ đạo các địa phương huy động nhân dân tiến hành phát và loại bỏ các chướng ngại vật trong khu vực lòng dẫn, nghiêm cấm việc san lấp suối và đổ các chất thải rắn làm ảnh hưởng đến việc tiêu thoát lũ. Tăng cường cán bộ chủ chốt, cán bộ chuyên môn, thanh niên tình nguyện, phương tiện cứu hộ cứu nạn, thông tin liên lạc, vật tư nhu yếu phẩm thiết yếu tại các xã trọng điểm nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét. Đồng thời có phương án phòng và di dời nhà cửa của các hộ gia đình nằm ở khu vực thấp lên khu vực cao, có địa chất ổn định, thuận tiện về giao thông, có thể gần trung tâm để đảm bảo an toàn. Ông Lù Văn Cường, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Mường Ảng cho biết. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng tiến hành tổ chức túc trực để thông tin thường xuyên tới tất cả các xã thị trấn trong vấn đề dự báo, cảnh báo tình hình mưa lũ có thể xảy ra, kịp thời rà soát các khu vực dễ xảy ra thiên tai để có biện pháp khắc phục. Ngoài ra cũng thường xuyên thông tin về tình hình sạt lở, mưa lũ và tổ chức di rời những cái hộ nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn để đảm bảo an toàn tính mạng về người và tài sản. Nậm Lịch là xã có địa hình phức tạp, nhiều đồi núi dốc, giao thông đi lại rất khó khăn. Phần lớn diện tích gieo cấy lúa nước của xã đều nằm dọc theo các khe suối. Mùa mưa hàng năm thường xảy ra lũ ống, lũ quét gây thiệt hại nhiều về tài sản, hoa màu của nhân dân. Vì vậy, để hạn chế thiệt hại do mưa lũ gây ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã đã tăng cường kiểm tra các khu vực xung yếu hay xảy ra sạt lở, đồng thời có phương án di rời nhà dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, thành lập đội xung kích, trong đó lực lượng dân quân là lực lượng nòng cốt trong công tác phòng chống mưa lũ của xã. Nhờ chủ động trong công tác phòng chống, nên trong những năm gần đây, Nậm Lịch đã hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra. Ông Hà Minh Tiến, Chủ tịch UBND xã Nậm Lịch, huyện Mường Ảng cho biết. Đối với xã Nậm Lịch thì là một xã có địa hình phức tạp, chủ yếu diện tích đồi núi, dân cư quần cư ở hai bên suối Nậm Lịch, dọc tên từ bản Lịch Nưa xuống bản Ít Nội. Do đó thì nguy cơ xảy ra lũ quét hoặc sạt lở là rất cao. Vì thế, nhận thức được cái mối nguy của việc lụt bão hàng năm thì đối với Ủy ban nhân xã hàng năm đều rà soát và kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn của xã, thành lập đội xung kích để thường xuyên có thể ứng phó được những tình huống bất ngờ xảy ra. Thứ hai là đối với xã ấy, thì hàng năm trong Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cũng đã tiến hành rà soát các hộ gia đình mà có nguy cơ xảy ra là ngập úng hoặc là sạt lở để có phương án di rời kịp thời nếu có xảy ra. Để chủ động phòng chống nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra, ngay từ đầu năm, công tác phòng chống đã được cấp ủy, chính quyền các xã thị trấn xác định là nhiệm vụ thường xuyên, là nội dung quan trọng. Các xã thị trấn cũng đã xây dựng kế hoạch và phương án phòng chống mưa lũ và tìm kiếm cứu nạn, bảo đảm sự chỉ đạo và hành động thống nhất, đồng bộ, cùng với đó huy động sức mạnh của nhân dân để chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả trong mọi tình huống.
Mùa mưa năm nay được dự báo có nhiều diễn biến phức tạp. Hy vọng với sự chủ động tích cực của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện, các cơ quan chuyên môn cùng các xã thị trấn sẽ góp phần giảm thiểu thiệt hại tới mức thấp nhất khi có mưa lũ xảy ra. Nối tiếp chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Mường đẩy mạnh công tác trồng rừng. Thưa quý vị và các bạn, theo kế hoạch, năm 2021, huyện Mường Ảng trồng mới 142 ha rừng, trong đó trồng mới 40 ha rừng sản xuất và 102 ha rừng phòng hộ. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho mùa trồng rừng đang được các địa phương khẩn trương hoàn thành nhằm đảm bảo trồng rừng đúng tiến độ. Để hoàn thành chỉ tiêu được giao, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện chủ động xây dựng kế hoạch giao chỉ tiêu trồng rừng trên cơ sở kiểm tra, rà soát lại diện tích đất, quỹ đất dựa vào bản đồ quy hoạch phát triển đất trên địa bàn huyện, thống kê nhu cầu trồng rừng, xây dựng kế hoạch, thiết kế diện tích trồng rừng và phương án trồng rừng cho kịp thời vụ, phù hợp với điều kiện thời tiết của địa phương. Đồng thời, tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu cung cấp giống đảm bảo chất lượng và giá thành tốt nhất. Vận động nhân dân góp đất, phát dọn thực bì, chuẩn bị đất trồng rừng và tiến hành hướng dẫn kỹ thuật trồng rừng theo từng loại cây cụ thể. Vụ trồng rừng năm nay, Sa Ngôi Cái được giao trồng mới 38 ha dổi găng và cây mỡ. Để hoàn thành chỉ tiêu giao, Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo cán bộ địa chính khuyến nông kiểm tra, rà soát diện tích đất có thể trồng rừng và họp dân, tuyên truyền bà con đăng ký tham gia góp đất trồng. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền về đặc tính, giá trị kinh tế của cây dổi găng, cây mỡ đến từng nương, hướng dẫn kỹ thuật làm đất, trồng cây cho người dân. Anh Nguyễn Anh Tuấn, đơn vị thực hiện trồng rừng tại xã Ngôi Cái cho biết: muốn cho cây sinh trưởng phát triển tốt thì đơn vị thứ nhất là phát dọn thực bì này, rồi là tổ chức đào hố này, rồi là quét dọn này, sau đó là chuyển cây giống lên tới địa điểm mà mình thực hiện dự án ấy là trước một tháng. Đấy, và muốn cây phát triển tốt thì là phải trồng trước mùa mưa, phải thực hiện trước mùng 1 tháng 7. Là đơn vị đã cho tổ chức trồng là khoảng độ được mấy ngày trước rồi. Hiện tại là đơn vị là cũng đã cho trồng làm đường để chuyển cây giống. Đấy, để cho làm sao mà nó nhanh nhất. Bản Nong là điểm sáng trong công tác bảo vệ rừng và phát triển rừng của xã Ngôi Cái. Ngoài làm tốt công tác bảo vệ diện tích rừng của bản được giao quản lý, công tác trồng rừng được dân bản ủng hộ và tích cực hưởng ứng. Anh Lương Văn Luân, Bản Nong, xã Ngôi Cái cho biết: trước đây thì mình cũng rừng để trồng ngô, trồng sắn. Bây giờ nó cũng không được năng suất mới thì bây giờ nó cũng có nhà nước để hỗ trợ về cây giống, để trồng rừng, về sau này mình có thể phát triển hơn. Với lại kinh tế nó cũng khá. Công tác trồng rừng năm 2021 đã được huyện Mường Ảng khẩn trương triển khai theo đúng kế hoạch đã đề ra. Song song với đó, Ủy ban nhân dân huyện cũng chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với các xã tích cực chỉ đạo công tác chăm sóc rừng trồng của năm trước, đồng thời tăng cường các biện pháp quản lý bảo vệ rừng. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, hệ thống bảo hiểm xã hội luôn giữ vai trò là trụ cột bền vững nhất trong hệ thống an sinh xã hội. Phát triển bảo hiểm xã hội là tiền đề và điều kiện để thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Chính sách bảo hiểm xã hội đã từng bước được hoàn thiện, hướng tới mở rộng phạm vi bao phủ, tạo cơ hội cho mọi người dân trong việc tiếp cận, tham gia, thụ hưởng chính sách, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người dân. Ngày 23 tháng 5 năm 2018, Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương khóa 12 đã ban hành nghị quyết số 28 với mục tiêu đến năm 2021, 2025, 2030. Lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội lần lượt đạt khoảng 35%, 45% và 60%. Và số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội lần lượt là 45%, 55% và 60%. Theo đó, để đạt được mục tiêu theo tinh thần của Nghị quyết 28, từ năm 2020, Chính phủ đã chọn tháng 5 hàng năm để triển khai tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân. Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân năm nay với chủ đề Bảo hiểm xã hội cho tất cả mọi người, nhằm gửi tới thông điệp Bảo hiểm xã hội là đầu tư cho tương lai, với mục đích nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong công tác tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội,
gia tăng nhận thức và kiến thức của người dân về những giá trị và lợi ích mà bảo hiểm xã hội đem lại cho người tham gia, nhằm khuyến khích vận động mọi tầng lớp nhân dân tham gia bảo hiểm xã hội, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân. Với ý nghĩa là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội quốc gia, bảo hiểm xã hội đem đến cho người dân quyền tiếp cận với các dịch vụ cơ bản trong cuộc sống. Khi tham gia bảo hiểm xã hội, mỗi cá nhân sẽ có được sự bảo vệ trong suốt cuộc đời của mình, đặc biệt là trong các tình huống thiên tai, dịch bệnh, mắc bệnh hiểm nghèo, ốm đau, tai nạn, khi nghỉ hưu, v.v. Bởi vậy, mỗi cá nhân khi quyết định tham gia bảo hiểm xã hội sẽ đồng nghĩa với việc đảm bảo cho mình và người thân trong gia đình một tương lai an toàn hơn. Bên cạnh chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc dành cho đối tượng là công chức, viên chức, hợp đồng lao động làm việc trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, thì Đảng và Nhà nước còn có chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện. Công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên là lao động tự do đều có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, được lựa chọn mức đóng phù hợp với thu nhập của bản thân, được Nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng. Khi đủ điều kiện về tuổi và số năm đóng, người tham gia được hưởng lương hưu và được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí để chăm sóc sức khỏe. Khi qua đời, thân nhân được hưởng tiền tuất, tiền mai táng phí. Tham gia bảo hiểm xã hội ngay hôm nay vì sự ổn định cuộc sống của bản thân và gia đình. Liên hệ số hotline 1900 9068 hoặc đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để được tư vấn hỗ trợ. Vinh quang sau ngành bảo hiểm xã hội của ta, trên đường đi tới tương lai huy hoàng. Vinh quang sau ngành bảo hiểm xã hội của ta, sự sống dập trào như mùa xuân tới. Vinh quang sau ngành bảo hiểm xã hội của ta, bao ngày gian khó ta không sơn lòng. Ta yêu sao ngành bảo hiểm xã hội của ta, mang đến cho mọi người bao tiếng hát nụ cười, cho mỗi cuộc đời âm tình người thiết tha. Vinh quang tay một chặng đường, vượt lên gian khó đi xây tương lai. Ta đi trên chặng đường dài, theo lời Bác dạy vì tổ quốc mai sau. Vinh quang sau một chặng đường, niềm tin sáng sớ bên nhau chung xây. Ta đi theo đang chỉ đường, với những tấm lòng mang cả bốn mùa xuân, cho đất nước mình cùng hòa một tiếng ca. Vì một ngày mai trên đường ta đi tới tương lai. Và đến đây, chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình xin phép được khép lại. Chương trình được thực hiện bởi các phóng viên Nguyễn Hoàn, Anh Luân, Nguyễn Hưởng với sự tham gia của phát thanh viên Khánh Hòa. Chịu trách nhiệm nội dung, Giám đốc Phạm Văn Quyết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.